Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Năm đặc điểm tính cách của người đàn ông dễ phản bội. Đôi khi những dấu hiệu người đàn ông đang phản bội hiện ngay trước mắt chúng ta, nhưng phần lớn chúng ta không nhận ra chúng. Những dấu hiệu cảnh báo này có thể là đặc điểm tính cách của người đàn ông có thể khiến họ dễ dàng phản bội, hoặc những thói quen kỳ quặc, những trải nghiệm trong quá khứ. Dưới đây là một số dấu hiệu của người đàn ông dễ phản bội. 1. Cái tôi quá lớn. Anh ta có cái tôi quá lớn mà hầu hết thời gian bạn phải nhường nhịn anh ta. Anh ta cảm giác mình có quyền hưởng mọi thứ, điều đó khiến bạn khó chịu. Nếu anh ta không thích tuân theo quy tắc, luật lệ thì anh ta sẽ không làm theo. Điều đó có nghĩa là anh ta chẳng thấy có vấn đề tội lỗi gì khi lừa dối bạn. Cảm xúc của bạn không phải điều anh ta bận tâm. 2. Không có cảm giác tội lỗi. Anh ta không có cảm giác hối lỗi hay tội lỗi nếu lỡ phạm sai lầm. Anh ta thậm chí có thể phủ nhận hoặc phớt lờ khi bị bóc mẽ. Anh ta sẽ không bị lương tâm cắn rứt ngăn cản việc làm tổn thương bạn. 3. Nói dối. Anh ta khá thành thạo trong việc nói dối bạn về bất cứ điều gì. Người đàn ông như vậy không bao giờ thật lòng với bạn. Anh ta sẽ cố gắng che đậy việc làm của mình bằng những lời nói dối. Anh ta đủ ích kỷ để che giấu sự thật với bạn, kể cả khi bạn chất vấn anh ta. Anh ta làm vậy để né tránh mọi cuộc cãi vã có thể xảy ra khi anh ta thành thật với bạn. 4. Bốc đồng, thích vui đùa. Nếu anh ta là một người nghiện cảm giác mạnh, luôn tìm kiếm trải nghiệm điều mới mẻ, thì anh ta có khả năng lừa dối bạn. Một người đàn ông như vậy ghét phải cam kết một điều trong suốt cuộc đời của họ. Anh ấy có thể thích sự khởi đầu của một mối quan hệ khi tình yêu là một thảm hoa hồng, nhưng khi mối quan hệ trở nên thực tế hơn với những tranh cãi, thấu hiểu, thỏa hiệp, thì anh ta chắc chắn muốn thoát khỏi nó. 5. Tự ti, không chắc chắn. Nếu anh ta luôn nghi ngờ, không chắc chắn về tương lai chung sống với bạn, thì anh ta sẽ lừa dối bạn. Việc kết hôn hoặc bước vào mối quan hệ nghiêm túc khiến anh ta dễ bị tổn thương và anh ta sẽ ngoại tình để cảm thấy cân bằng lại. Nếu anh ta thấy người phụ nữ nào đó hấp dẫn, anh ta sẽ tiến tới mà không nghĩ đến bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!